con mái giờ gửi bạn 0336 ở tháng 5. Một vài em này là em là số 1, chúng ta được đánh dấu là cắt đuôi trống giọng thổ chạm đồng, chúng ta các anh em bình luận về chân mặt mũi cường. Chim nuôi non lên đây này được khoảng 6 tháng tuổi. Đây là em số 1, tạm thời để sang bên này. Đến em số 2. Em số 2 thì tạm thời gọi là em này đây dài hơn một chút. Em số 1 đây. Em số 2. Số 2 thì cườm dày hơn, óng ánh hơn một chút, đuôi cũng khá dài. Đây là giống chim mà bố mẹ là tông của Nai giữa Phú Thọ Bắc Giang. Các bạn thấy rất là ok. Cánh rất là sáng, nên ban đêm khả năng là hình ảnh cũng không được đẹp cho lắm. Em nhìn mỏ rất là dài, con mơ non không. Chào Thắng Vân, có mơ non Thắng Vân nhá. Đấy, tướng cá chân cẳng đuôi. Đấy, chim ở đây thì phần lớn là đuôi non lên cũng rất là thuần các bác nhé. Đây là em số 3. Có xem em mơ non à? Mơ non đâu nhỉ? Đây,
Mulan đây, mưa đầu non đây, mưa đầu non. Mưa đầu đó, ốm khoang ở phần mặt đầu thôi, ưu tiên xuống dưới đi. Đó. Mưa đầu. Em số 3 xong rồi thì em là số 4. Em số 4 đây. Kia, ba em kia. Đây là ba em vừa duyệt xem nhá. Các bạn có thể xem lại cái livestream này. Em số 4 thì về cơ bản thì nó đây. Bộ mã của em số 4 đây. Trước em đây. 1 2 3 4 3 trắng 1 tím. Em số 5 đây. Bác nào thích em số nào thì điện cho mình. Số của mình là 0163 53 05 982. Thank you.
theo tiếng gáy chim mu, đây là bể nước lời ru lửa bầm. Mười chim khu gáy miền Bắc Vũ Văn Hào tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim khu gáy mang ngỗng, phấn hồng, bằng giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo hào, chim quyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi bản Ba Vì và giống gà điểu, cây chanh tứ quý và phân bón. Soi trứng rồi mình phải cho chim ăn, cái thời gian mình chăm sóc trang trại chim mình rất là chiếm rất nhiều thời gian. Các bác cố gắng là các bác gọi thẳng cho mình, các bạn gọi thẳng cho mình thì mình sẽ cố gắng mình sẽ trả lời cho các bác. Bên này thì trống số cơ số để phục vụ anh em, cơ số chim Thái, rồi chim Pháp, chim Nhật, chim Pháp nuôi thì nhiều lắm. Có lẽ là mỗi tháng mình cung cấp thị trường tầm 60 đôi chim nuôi. Ví dụ như em này là em tương thế thôi, nhưng mà này cũng là hại thì dòng chim mà chim đấu buổi tối toàn chim quen chim gánh này thì bạn Tuấn có hỏi mùa đông chim sinh sản hơn thì tầm này tất cả các trang trại chim hoặc là như kinh nghiệm mỗi năm tầm này đẻ rất kém, và đặc biệt là rất nhiều những cái nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là về bệnh hô hấp bởi vì nó buốt về đêm, nên các bác cố gắng là cho chim ở nhà và tránh chống gió cho chim, mặc cũ áo hoặc là nếu mà những hôm rét buốt là mình thắt cái bóng điện gần đó để cho nó, và cho ăn thêm cái vừng, ăn thêm ngô vỡ mà. Thì nó cũng sẽ tốt cho chim, chống rét cho chim rất là tốt. Lúc mình đang phát ra chim này các bạn rõ là chim như cái sao này. Nhà mình thì mình toàn sử dụng cái mẫu lồng này thôi, cái mẫu lồng này thì các bạn biết cái mẫu lồng này là cái mẫu lồng này. Tại sao mình chọn mẫu lồng này thì mình hay chuyển chim đi xa, là mình dùng cái mẫu lồng này thay hướng quân, không rơi phần rơi nước ra nhà xe để dễ tiếp nhận hàng của mình. Thứ hai là cái ưu điểm của cái cửa này là nó trượt lên trượt xuống, đưa tay ra là nó tự chuyển sạch xuống, không quên cửa lồng, không mất chim. Cái thứ ba này, cái song này nó là chống được trượt mèo rất là tốt về cửa,
hát đâu, nhưng mà có một bạn lấy một đôi chim non thì bạn bảo cho bạn xem hình ảnh mình kiện mình phát luôn. Giờ này là phải đi tắm rồi phải dạy cho con một ít để học cho con. Chúc các bạn xem cái clip về bệnh viêm đường hô hấp cấp tính của Thao ấy, các bạn cố gắng là làm theo và cố gắng là phòng và chữa cũng như là cái ứng phó cho cái mùa đông sắp tới. Những cái mùa này là rất là nguy hại, chim rất dễ lạnh, bị bỏ ăn và rất là có nguy cơ mắc bệnh mà dẫn đến thiệt hại. Các bạn cố gắng là bám sát. Cảm ơn các bạn. Mọi thắc mắc chi tiết các bạn có thể truy cập Chim Cô Gái Hay trên Facebook, YouTube hoặc là website chimcogaihay.com. Số điện thoại là 0163 530582. Chào tạm biệt.